Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái kinh nghiệm của mình để fix cái lỗi là lỗi nghiêm trọng trên website WordPress. Thì khi mà truy cập vô cái website này, nó thông báo là đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn. Mình bấm, mình coi cái lỗi này là mình chẳng biết là mình lỗi gì luôn. Như vậy là cái cách để khắc phục là đầu tiên là mình cần phải biết là đây là lỗi gì. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải truy cập vô cái hosting, và các bạn sẽ truy cập vô cái file là wp config. Thì cái file này nó sẽ nằm tại cái thư mục gốc của thư mục cài đặt WordPress. Thì các bạn tìm đến cái dòng thứ 88, ở đây của mình là thứ 88 nè. Thì mình sẽ có một cái dòng là wp debug. Thì các bạn thấy ở đây là giá trị nó là false, thì chúng ta sẽ đổi sang cái giá trị là true. Đó, đổi sang giá trị là true thì chúng ta sẽ lưu lại. Sau đó là các bạn sẽ F5 lại cái trang này và nó sẽ thông báo cho mình cái lỗi. Thì mình sẽ thấy ở đây á là nó đang thông báo cho mình cái lỗi ở trong cái thư mục là wp content plugin WooCommerce. Là mình biết là mình đang lỗi cái plugin là WooCommerce, cái plugin để làm trang thương mại điện tử á. Thì bây giờ á mình thì không có rành gì lập trình. Ví dụ như giả sử chúng ta không có rành gì lập trình đi, nó báo về thì mình cũng chẳng biết là phải sửa như thế nào. Thôi vậy thì cái cách mà đơn giản nhất á, là các bạn vô cái thư mục nè, wp content plugin, thấy ngay chỗ này là WooCommerce đúng không, chuột phải chọn chọn gì đối bạn á, mình sẽ chọn là delete. Rồi ok, tuyển dòng xóa luôn đó, mình xóa nó luôn. Thì bây giờ mình F5 lại coi còn lỗi không. Có lẽ là nó sẽ không còn lỗi mà nó sẽ lỗi cái khác. Nó hết lỗi này rồi thì nó sẽ chuyển qua lỗi sản phẩm. Nó sẽ lỗi thêm cái này nữa là check out gì tùm lum nè. Bây giờ mình xóa nó đi rồi thì bây giờ mình sẽ up ngược lại. Thì mình có tải ở trên cái trang wordpress.org cái file WooCommerce mới nhất. Đó, cái file WooCommerce mới nhất. Thì bây giờ mình sẽ upload lên và mình giải nén ra xem sao. Rồi mình sẽ chờ một chút, chờ một chút cho nó chuyển chuyển sang màu xanh lá và nó thông báo là upload lên thành công. Và bây giờ mình sẽ reload lại trang xem nó đã có chưa. Chưa có nha. Chờ xíu. Các bạn thấy là khi mà cái hosting nó báo là upload complete nè, màu xanh lá có nghĩa là được rồi. Bây giờ mình sẽ reload lại nè. Đó, các bạn thấy cái file nén ở đây và bây giờ mình sẽ giải nén ra. Extract ha. Giải nén ra. Nó vẫn thông báo lỗi. Mặc dù là mới nhất rồi nó vẫn thông báo lỗi. Mình sẽ vào Google mình tra coi thiên hạ anh em 500 anh em trên mạng người ta xử lý sao, mình Google. Có nghĩa rằng là có thể cái hosting á là nó đang chạy cái PHP phiên bản thấp. Cái việc mình cần là phải nâng cấp lên cái version PHP cao hơn
là do cái WooCommerce này nó đã nâng cấp lên, và cái hosting này nó không còn, cái phiên bản này nó không còn được hỗ trợ nữa, nên mình cần phải nâng cấp lên. Vậy thì mình sẽ thao tác thử là mình nâng cấp lên xem như thế nào. Chắc là mình sẽ chuyển qua tiếng Anh. Mình tìm xem cái chỗ để nâng cấp. À đây, Slit PHP version nè các bạn. Slit PHP version. À, mình tìm vô đây. Mình sẽ nâng cấp cái phiên bản PHP lên. Xem coi trang web nó chạy được không. Ok. Hiện tại là hosting đang chạy PHP phiên bản 5.6. Bây giờ mình sẽ cho lên 7 8 chấm luôn. Cho lên 8 chấm. Set a current. Rồi, chúng ta sẽ chờ trong giây lát. Chúng ta sẽ quay trở lại website và F5 lại. Hy vọng lần này là sẽ thành công. À, lần này thành công rồi. Lòi thêm một đống lỗi nữa. Quá trời lỗi luôn. Rất là vui. Nó rất là nhiều lỗi luôn, khá là nhiều lỗi. Hồi nãy người ta gợi ý là sử dụng PHP phiên bản là 7.2, mình cho nó lên 8 chấm và nó khá là nhiều lỗi. Bây giờ mình sẽ cho nó quay ngược lại là 7.2. Ok, mình đã set xong phiên bản là 7.2 rồi. Và hy vọng lần này nó sẽ không có lỗi nữa. Yeah, các bạn thấy gì không? Website chạy ok rồi. Website chạy ok rồi. Load rất là nhiều thứ ha. Ok. Lâu rồi mình không có truy cập vào website này nên là nó sẽ hơi bị chậm một chút. Ồ, chủ website này đang làm YouTube luôn các bạn ơi, thật là tuyệt vời. Ok. Như vậy là mình đúc kết lại cái video này. Thì thật ra khi quay video này thì mình không có chuẩn bị ký kịch bản hay là cái gì hết, mình quay dựa vào cái kinh nghiệm và sự trải nghiệm của mình. Thì khi mà website mà sử dụng WordPress nó báo là website bạn đang gặp lỗi nghiêm trọng, thì cái việc đầu tiên các bạn cần phải kiểm tra rằng á là tại sao nó bị lỗi. Thì để biết được là nó lỗi ở chỗ nào thì các bạn sẽ cần phải truy cập vào cái file là wp-config.php nè, cái file này nè, truy cập vô là thấy ha. Sau đó các bạn tìm đến cái dòng nè 88, ở đây của mình là dòng 88 define wp debug, đó là có báo lỗi hay không á, thì các bạn sẽ chuyển từ false sang true, ok chưa? Thì nó sẽ hiện lên là cái dòng nào, cái code line nào đang bị lỗi, thì chúng ta sẽ biết cái login hay là cái giao diện hay là cái gì đó nó bị lỗi. Sau đó các bạn có thể là sử dụng là thay thế cái plugin đó, giống như trường lúc nãy mình xóa cái thư mục plugin cũ đi, mình đưa cái phiên bản cao hơn nhưng mà nó không có được. Thì bây giờ mình cũng không biết phải làm sao. Thì lại anh em ta lên Google xem 500 anh em trên mạng người ta đã trao đổi cái gì rồi. Thế thì mình thấy rằng là 500 anh em trao đổi là cái có thể là do cái lỗi của phiên bản cái version PHP. Đấy, thì cái hosting đang chạy là 5.6, mình chuyển sang sang là 7.2 và nó đã chạy thành công. Ok rồi các bạn ha. Và hy vọng đây là một cái kinh nghiệm cho chúng ta có thể quản trị web được tốt hơn. Và bây giờ thì cái điều chúng ta cần làm là chuyển nó lại thành phone, để nếu mà nó có gặp lỗi gì nó sẽ không có hiện ra, thì những cái người khác họ sẽ không có phá cái trang web của chúng ta. Ok, nếu các bạn cảm thấy video này có ích thì hãy cho mình một subscribe, cũng như là hãy bình luận những câu hỏi của bạn ở trên video này thì mình sẽ giải đáp cho bạn ở trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.